Em chào chú anh chị nha. Hôm nay ông anh mới gửi cho em thêm một đồ chơi mới nữa, đó chính là một cái bàn mixer Dynacord CMS 1000, hàng mới nguyên con của chị, hàng lắp ráp tại China, công nghệ của Money là của Đức hay của anh vậy đó, của anh ha, của anh. Rồi để em quay cái video test cho cô chú anh chị nghe thử nha. Rồi cô chú anh chị ơi, em đã khui bịch ra xong đây rồi, bắt đầu em tiến hành em test thử cho quý anh chị nghe chơi nha. Bây giờ trước mắt là em cứ quay sơ bộ cho quý anh chị xem nha. Dynacord đúng hàng nhập khẩu luôn nha quý anh chị, không phải hàng Việt Nam đâu quý anh chị, không phải thằng tàu lao chứ lộn một phạt ạ. Rồi để em ra sau quay cho quý anh chị xem thử nha. Đây em nói đây, lắp ráp tại China của anh chị, cái chui của nó em nói em không có xé bịch ra nghe anh chị, đây này hàng mới nguyên con mà, ốc tán đầy đủ của em nói nha. Đó, con nguồn chà bá đây nè anh chị thấy không đó. Bây giờ trước mắt là bây giờ em quay sơ em test cái phần effect của nó cái nghe của anh chị nha. Đây của em nói, thùng của nó này mới khui ra đây cô chú chị. Đây, đi nguồn của em nói đây. Đó, em không có xài, em lấy nguồn của em nha. Tại vì hàng mới mà. Thôi bây giờ em test bây giờ trước mắt là em test cái nhạc thử nghe thử coi cô chú chị. Đây, hết nhạc rồi. Bấm cho nó chạy cô chú chị. Để em thử cái phần mi của nó như thế nào, nó ổn không eco quý anh chị, tại vì mình không có can thiệp vô phần eco này ha. Em thử luôn cái khả năng của em coi, em gọt thử cái bộ eco của nó coi, ví dụ như bây giờ em bật lên nếu mà nghe được thì thôi, nếu không được thì em sẽ chỉnh lại. Hello hey hello hey nè, bắt đầu em cộng quạt cho anh chị nha. Hello. Đó, quạt của máy đó của anh chị nha, của nhà sản xuất đó. Ê, ba. Rồi tới mình delay thử coi. Anh tới số 10 nè. Hello. Ê, ba. Mình cộng thử của nó vô nghe anh chị. Hello. Ờ, vậy là của em nói là xài delay nhiều nha. Hello. Ê, ba. Bây giờ nói chung là bây giờ tại mixer dòng đúng hàng này nó là cái tiếng mọc nó đã đẹp lắm luôn chị nghe tiếng mọc thử nha. Alo e ba e ba, em thử cái micro dây cù bắp của em nè, cù bắp cù mía nè của chị đó, để lên lớn tí coi cái men em để đó không biết mấy giờ không biết nữa. Thôi kệ thế đi, thử đi. Alo alo e ba e ba một hai. Trời ơi, đúng là cũng không được chê vào đâu được, tại tiếng mộc của nó đẹp quá. Bây giờ tới em chỉnh cái phần này lên thử của anh chị nha, em coi em biết chỉnh không nha. Em cũng dọc phá lắm anh chị, em chỉnh thử nhẹ. Bây giờ chỉnh nhẹ cái phần gờ quạt trước đi nghe, quẹt quẹt gì đó. Giờ em chỉnh lên cái này thôi ha, giờ mấy cái kia em cứ để thí đi. Rồi em chỉnh vô cái này thôi ha. Cái này là em lên 92 thôi anh chị. Rồi em cứ dính thí như vậy thôi, em cũng không gành hung đâu. Rồi lo cút, rồi cái này cũng được đi ha. Bắt đầu em bát đi, bát không có lưu rồi anh chị, bát ra tới cái phần delay ra. Delay 230 giây, cho nó xuống chút xíu hơn chị, 200 thử coi nha. Rồi hết ra đi ha anh chị, thì mình thử lại cái nữa của anh chị nha, thử lại coi nó có gần lưu gì không nghe của anh chị. Hello
Alo, hi. Rồi quạt lên thử coi, tới số 10 lúc nãy à. Tới số 10 này nghe không chị? Số 10 ở đây đi ha. Thử rồi. Alo. Hey. 1 2. Alo. Hi. Rồi ổn rồi, ổn ổn máp rồi đấy. Rồi tới thằng delay tới số 10 rồi coi nó nghe có khác không cô chú anh chị. Alo. 1 2. Rồi em cộng delay vô thử nha. Rồi em để dẫn để hai thằng 50 nãy là em đẩy khá là cao nha, giờ em để hai 50 thử coi. Alo. Hey. Tôi đứng bên này xong bên kia dùng lửa khói. Alo. Hey. Rồi ổn áp của những gì ơi. Đó. Cái này là hàng mới nguyên kiện nguyên con nha quý anh chị. Hàng nhập khẩu China, là lắp ráp tại China, công nghệ của Đức như vậy, của Đức của anh gì đấy. Gịt mà này á, cô chú anh chị có cần qua em sẽ chụp cái thông số cho cô chú anh chị lên trên Google dịch cô chú anh chị xem thử nhé. Bây giờ em cứ test nhà mà chút xíu anh chị. Tắt cái phần eco đi, em test cái nhạc nào nó xơm xơm tí xíu coi nó nghe coi nó ổn áp không. Test cái nhạc gì giờ, dẫn cái bài nhạc cũ xì. Bài nhạc cũ xì em thường test nhạc nè. Em cũng hết biết bấm bài nhạc gì luôn. Tại vì có những cái bài nhạc nó hay mà nó vừa bụng mình, cái cuối cùng cái mình không biết là sao mà để lưu lại được tại nó không cho lưu. Thôi giờ em test nhạc thử chung. Bộ lọc của em nè, bây giờ em dặn hết chép mắt. Bên này chép mắt mum luôn. Thử coi nó sẽ như sao. Đó, thử coi nó ổn cái nào không vậy. Má ơi chép kìa. Cái lo mà em đi làm show hai ngày nay có gì, cái lo full đơn chế độ của em á, một cái lo một cái chép thôi, chỉ có một cái lo cái chép thôi chị nhé. Rồi để em mắc lỡ nghe nha. Nói chung là chỉ có cái mạch lọc của em thì mới dặn chép như thế này thôi, chứ thật sự ra mà mạch lọc mà em mua là lạ, em dám để thử đâu, thử chép lên mạnh mà lỡ có dư chép mà đứt chép thì cũng khó chịu lắm. Nói chung là bộ lọc này thì em dặn là hiện giờ là tất cả em đi hát như là bị thừa chép thôi, chứ nó thừa chép đừng nói mà thiếu. Nói gì nghe nè. Nói chung là cái dinner cord này thì em cảm nhận nó là ok, tiếng đẹp hơn anh chị. Nếu như gì về cứ gọt phần này lại nha, hay không gọt thì ở đây em sẽ gọt sẵn, hay là tốt nhất cô chú anh chị nó cứ có mua cái này á, cứ chạy ở đây em sẽ khui cái bịch lại, em sẽ đóng thùng lại nha, em sẽ khui lại rồi đem ra thử, em sẽ cắt, em sẽ chỉnh eco với delay với thằng reverb của nó. Nếu mà anh cô chú anh chị vừa bụng á là em sẽ lưu cô chú anh chị, rồi cô chú anh chị đem về mà xài thôi nha. Đây của em nó này cô chú anh chị nha. Rồi cái này cũng xin nói lại, đó là bà hàng Dynacord CMS-1000. Đó là hàng mới, hàng lắp ráp tại China nha cô chú anh chị. Lắp ráp tại China nha. Đúng hàng luôn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị cứ coi chi tiết giùm em nha. Đó. Hơi bị ổn áp nha cô chú anh chị. Ở trên đây trên cùng này nè cũng gì, nó có các cái giải nhấn cái nút này vô là nó cắt đi cái giải bass trầm nè cũng gì. Đó, cắt đi giải bass trầm nó cũng dễ nghe lắm. Nói chung là nó cũng có tiện lợi nhiều thứ lắm. Cái này em nguyên kiện như thế này cũng gì. Cái này em bán có giá là tại vì em muốn bán cái rồi, lần đầu tiên ông đưa cho em, nói là đem về bán thử ha. Bây giờ em cứ bán đầu tiên luôn cái này là anh em lại tới nhà là có giá tình thương bến thương, mà bây giờ trước mắt là em cứ báo cái giá là em tình thương bến thương luôn, em giao bao xíu tới nhà của anh chị luôn. Rồi tốt nhất cô chú chị cứ lại đây em sẽ xét cho cô chú chị nghe
dưới cái lo của em, dưới cái cục để bình thường, dưới cái trâu dây bình thường thôi. Cô như nghe ở Hiếu ở cái eco gửi quật thấy vừa đẹp rồi, ok em sẽ lưu lại, gọi cô như đem về bật lên mà xài thôi nhé. Đây là một like gửi quật, một like eco delay nghe cô anh chị. Rồi cái này em bán với giá là 8.200.000 bao ship tới nhà cô anh chị, hàng mới nguyên con nguyên kiện nguyên thùng nghe cô anh chị, bảo hành 1 năm nha. Đó cô như gì cần cứ gọi cho em nha, liên hệ với em hoặc là tới nhà em ở thị xã An Giang nghe cô anh chị, lỡ tới nhà em sẽ set cho cô anh chị nghe. Rồi cô chú chị cái phần eco của chú chị nghe vừa bụng á thì cô chú chị đem về nha. Tại cái bàn đi là còn này em cũng nói thêm chút nữa, bữa nay em cũng quay video nữa hơi dài rồi, thông cảm giùm em cô chú chị. Tại cái bàn đi là còn mà hàng anh chỉ biết cái hàng loại loại tào lao đi, nó nghĩa là nó cô chú chị mà bật lên nó hú chưa gì cho nó hú không hiểu luôn. Tại em có mua thử một cái em mua thử hình như là cái này là cái thứ tư rồi, cái này em mới dám lên video, có nghĩa là những cái kia gửi gì em thử cũng được, thử lên bật lên cái mình alo cái chưa cái gì hết trơn, chép mình chưa dặn được thế này luôn nè, rồi cái bên đây mình cũng chưa dặn được thế này luôn mà đã hú rồi, không hiểu luôn, hú tự động nó hú luôn mình, nghĩa là mình chưa bật cái thằng này lên luôn nha quý chị, chưa bật lên đã hú rồi. Đó, cái dòng này là cái dòng là gọi là ok nhất từ hôm bữa tới bữa nay em kêu là gửi cho em thử, cái dòng này gọi là ok nghe quý vị, ngon nghe. Rồi thôi cũng không nói về dòng nữa, em cũng đi làm gì em cũng hơi đuối rồi, thôi em chào cô chú anh chị, chúc cô chú anh chị một buổi tối vui vẻ, chào tất cả mọi người, chào anh em nha. Rồi chào 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 cô chú anh chị nha, chào mọi người nha.